Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em. Và bác nào có nhu cầu một cần tư vấn thì các bác gọi điện bên cơ sở 2 các bác nhé. Vâng ạ, ngày hôm nay thì là em sưu tầm được rất nhiều các dòng phân tần và cho các bác để phục vụ các bác đây. Và đủ các thể loại từ A đến Z luôn. Từ 2 way, 3 way các bác nhé. Bác nào yêu thích mã nào thì các bác nhìn cái mã số và báo cho bên em các bác nhé. Ok. Và để không mất thời gian em sẽ đi cụ thể luôn. Vâng ạ, đuôi phân tần mã số 501 ở đây là phân tần B3 các bác nhá. Phân tần B3 hàng nhập khẩu các bác nhá. Hàng nhập khẩu bên em nói không với hàng gọi là kém chất lượng. Đấy. Bên em bán hàng toàn hàng cao cấp không nhá. Có nhìn cái phân tần của hàng nhập khẩu đấy ạ. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Phân tần B3 này thì nó quá nổi tiếng rồi các bác nhá. 850.000 một đôi. Đánh một bát một chép các bác nhá. Một bát một chép đánh được bát 25 30 40 luôn. Các nhá, một bát một chép. Phân tần được dùng các cái mạch kích trở rất là đẹp không nhá. 850.000 một bộ, bao ship. Mã số 502 đây là phân tần JBN 280. Một bát một chép đánh được bát 30 40 50 luôn. Đấy, cái dòng này nó rất là dễ chơi không nhá. Dễ chơi và có các cầu các cắm cài rất là đẹp, rất là xịn sò. Mà vàng không nhá. Đấy. Bộ phân tần này thì bên em đang bán là 750.000 một bộ. 750k một bộ. Đấy. Mã số 503 đây là phân thần PA5. Đấy, phiên bản phíp xanh các nhá, tù vàng. Thì là phân thần này đánh được 2 bát một chép, các bác nhìn thấy ạ. Có đánh lái bát 2 bát một chép được luôn. Đấy. Rất phù hợp, rất vừa miếng các bác. Đấy, 2 bát một chép bên em bán cho các bác giá là 500k bao ship anh em nhá. 500k một đôi bao ship. Tiếp theo là phân tần 504 là phân tần JBN KP6012 phiên bản từ leo các bác nhá. Từ leo, hàng cao cấp nhập khẩu các bác nhá. Hàng cao cấp nhập khẩu. Đầy đủ các cái tính năng, các bác dở những cái loa xịn các bác bán trên siêu thị ra nó như nào thì con này nó sẽ phân tần nó như thế các bác nhá. Bộ này thì là một bát một chép. Đấy, một bát một chép, giá của nó là 850 cành nhá, 850k. Một bộ bao ship. Tiếp theo là phân tần của 505. 505 là phân tần một bát một chép hàng choi. Đấy, choi rất là cao cấp. 715 đánh được bát 30 40 50 luôn các nhá. Phiên bản câu cầu cài cắm. Đấy, chỉ về việc về cắm dây và cài vào thôi. Đấy. Bộ phân tần một bát một chép này giá là 800.000 một bộ. Các nhá, hàng cao cấp, các bạn nhìn từ cái tủ, cái chảo của nó các bạn nhìn này. Rất là cao cấp không nhá. Đấy. 800.000 một đôi, bao ship. Tiếp theo là phân tần một bát một chép 140. Đấy, có dùng mạch kích cắm mạch kích. Đấy, cho tiếng chép rất là mịn, rất là tơi. Đấy. Tu bê xua. Tu bê xua. Hàng tu khá nổi tiếng không nhá. Đấy. Phân tần này thì là một bát một chép. Đấy, các bạn có thể dùng câu cá cũng được, hàng cũng được. Đấy, một bát một chép có mạch kích này. Đấy, rất là đẹp. 750.000 một bộ. Bao ship anh em nhá. Đấy. Phân tần 507 ở đây là phân tần 3way 315. Đánh được một bát một chung một chép, đánh được bát 25 30 40 luôn các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy các bác nhá. Ok cho các bác. Các bác về hàn dây và nào chơi thôi. Có cả bóng xả bớt điện đi các bác nhá. Khi nó quá biên độ cái là nó sẽ xả bớt điện đi để cho nó hạn chế cháy chép các bác nhá. Phân tần 3way này giá là 500.000 bao ship các bác nhá. 500.000 bao ship. Đấy, mã số 507. Tiếp theo là phân tần loa full bát 30 40 có tên là MT 10MT. Đấy. Một bát một chép. Đánh rất hiệu quả các bác nhá. Trông rất đơn giản nhưng rất hiệu quả luôn. Cái phân tần này bán rất là nhiều cho khách hàng và chưa khách nào chê cả. Đấy. Thì phân tần này là 560.000 một đôi. Đấy, một bộ bao ship các bác nhá. Có cuộn cản trước đầy đủ luôn. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Đấy. Mã số 509 là phân tần PA5 phiên bản tu đỏ các bác nhá. Phiên bản tu đỏ nó khác cái là nó có cái bóng có cái nhôm tản nhiệt ở đầu này và tu nó tu đỏ. Cũng hai bát một chép các bác nhá. Giá thì cũng bằng với con kia thôi. 500.000 một đôi các bác nhá. 500.000 một đôi bao ship. Mã số 509 các bác nhá. Đấy, 509, hai bát một chép. Đấy. Tiếp theo là mã số 510 là phân tần kiểm âm các bác nhìn này. Đấy, hàng nhập khẩu nó dành cho những loa tinh tế, loa nghe nhạc, nó
hoặc kiểm âm nên là tiếng của nó chất lượng rất là cao các bác nhé, độ tinh tế rất là cao, đánh được bắt 20 cho đến 30 luôn đấy. Cái này chỉ phải hàn dây và xong thôi, cầu nó có sẵn rồi, chỉ việc phải nắp mà là ok các bác nhé. Phân tần này là 300.000 một đôi các bác nhé, bao ship đấy. Hàng của nó làm tủ tiếc mọi thứ cuồn cản trước ngon lành cành đào luôn các bác luôn đấy, 300.000 một đôi. Mã số 510 các bác nhé. Mã số 511 ở đây là phân tần B&B 134 tép không nhá. 134 tép đánh được bắt 2530 thoải mái luôn các bác nhá, bởi vì cái phân tần bắt đánh thẳng chơi thoải mái luôn. Đấy, 134 tép 230.000 một đôi, bao ship anh em nhá. Tất cả hàng là B bao ship hết. Đấy, B bao ship. Ok, 511. Và mã phân tần tiếp theo là phân tần 1004. Đấy, cũng 134 chép không nhá, nó tù vàng. Tù vàng nó đã thể hiện rõ là một chút. 250.000 một đôi. Các bác nhá, 250.000 một đôi bao ship. Cùng một bát bốn chép các bác nhá. Đấy, một bát bốn chép có giấy dạo đầy đủ hết rồi, chỉ phải cắm thôi. Mã của nó mã 512. Mã 513 đây là phân tần C51, một bát hai tép các bác nhá. Có cuộn cản rất đầy đủ luôn. Đấy, cuộn cản đầy đủ luôn. 160.000 một đôi, bao ship anh em nhá. Đấy. Và mã 514 này là phân tần B450. Tất nhiên là đây là thỏa hàng Trung Quốc nhé, không phải hàng xịn đâu các bác nhá. Hàng xịn của nó thì không có mà dỡ ra bán đâu ạ. Đấy thì nó cũng tương tự thôi, nó cũng là chơi cấu trúc của nó tương tự như vậy, các bác về nắp vào rất ok. Cái này là 140.000 một đôi, bao ship anh em nhá. Đấy, và tiếp theo là keo dưỡng gân, dưỡng được gân vải, gân giấy. Đấy. Và màng luôn. Đấy, 180.000 một nọ này, một nọ này có thể dưỡng được 3 đôi màng. Nhưng mà gân thì có thể dưỡng được khoảng 3-4 đôi, các bác nhá. Đấy. Trông rất ít này, nhưng các bác chỉ cần đi chổi sơn quét qua cái là nó bóng nhờ luôn. 180.000 một lọ này, bao ship anh em nhé. 180.000 một lọ này bao ship. Ok. Sơ lược qua là rất nhiều các dòng phân tần cho các bác lựa chọn luôn. Bác nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì các bác gọi điện thoại cơ sở 1 các bác nhé. Còn bác nào cần tư vấn thì gọi điện bên cơ sở 2 giúp em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé.